tiếp theo là xanh lá, green. Green, green chứ mà giống như trong phim á. Các bạn biết green không? Chính là trong Rainbow Friend. Chua chua. Không bé ơi. Ok, đây là máy bay trực thăng. Ồ rồi. Yeah. Ồ, đây là cái gì đây? Okay, máy bay trực thăng à, không được. Mới chơi mấy cái này khó khăn quá anh ơi. Ồ mãi gì ta. Ồ ô nâu quá nâu. Ok, phù hợp luôn, màu này rất là phù pro, rất là phù hợp. Cách cuối cùng, ok. Một viên pizza. Ok, viên pizza. Video này đã kết thúc rồi nha các bạn, hẹn gặp lại. Bye.